Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ tiếp tục trải nghiệm tựa game của Kiếm Kỳ Đàm đi. Hôm nay thật ra thì mình cũng không muốn là chơi ngày nào cũng chơi ấy, nhưng mà thực ra cũng hơi bận ấy. Nên là cũng thỉnh thoảng vào chơi thôi, vì cái căn bản này con này nó ra nó cũng đang kiểu đang đợt alpha test và nó chỉ mở buổi tối thôi. Thì theo như thông tin mình được biết ấy thì hiện tại thì nhóm ảnh Zo Game cũng đang cho các bạn đăng ký tài khoản để chơi đợt alpha test thứ hai. Đợt alpha test thứ hai này thì nó sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 6. Đó, thì anh em nào mà muốn chơi, bạn nào mà chưa có tài khoản ở đợt alpha test 1 này thì anh em có thể vào fanpage của game Cổ Kiếm Kỳ Đàm online. Các bạn đánh chữ Cổ Kiếm Kỳ Đàm Zo Game là nó sẽ ra ấy. Thì sau đó anh em sẽ đăng ký tài khoản để gọi là trải nghiệm phiên bản alpha test lần thứ hai nhá. Đó, bây giờ thì cậu bạn tiếp tục trải nghiệm thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mình chơi sâu con này đấy, bởi vì là ở đợt bên Trung Quốc là chơi đến tầm giai đoạn chơi một lúc là nó bắt thu phí. Đó, thì có rất nhiều anh em bảo là nhà anh Zo Game không phải là dũng cảm nữa mà là liều ăn nhiều đấy, nhưng mà mình cũng phải công nhận là con game này nó sẽ rất là kén người chơi. Thứ nhất là nó nặng. Thứ hai là cái việc chơi game trên PC bây giờ thì thật sự là game nhập vai trên PC bây giờ là thật khó để sống ở Việt Nam, thật khó để sống. Bây giờ anh em quen chơi game mobile rồi, những cái thao tác nó đơn giản hơn. Chơi game cày cuốc bây giờ mà cứ phải ngồi máy tính chơi thì thật sự là nhiều người không có thời gian đâu. Chả phải thế mà game mobile là game bắn súng nó mới thịnh hành ở trên PC bây giờ, chứ không phải là game chứ không phải là game nhập vai nữa rồi. Xu thế rồi anh em ạ. Đó, thế nên là mình bảo rồi, đây là quyết định rất là dũng cảm và cũng gọi là thôi thì chiều lòng fan. Mình biết là cũng có rất là nhiều bạn game thủ Việt rồi, thích chơi cái kiểu game hardcore như cái con Cổ Kiếm Kỳ Đàm này. Cái đấy rất là bình thường luôn. Thôi thì chúng ta sẽ cứ đợi xem như thế nào. Chơi tính đâu đến hai đến đó đúng không? Nếu mà các bạn nào muốn ủng hộ nhà hàng Zo Game thì các bạn có thể ủng hộ bằng cách là nạp tiền vào. Mình cũng chưa biết là cái hình thức ra mắt của game này nó như thế nào nha anh em nhé. Nếu có thì mình sẽ thông tin đấy anh em. Mình nghĩ là sẽ chắc là thu phí là chơi hoặc là mua đứt game nhỉ. Mua đứt game thì hơi căng. Mua đứt game thì sẽ không rẻ đâu. Không thể di chuyển. Xem map này có bay được không nào. Map này bay được nha anh em nhá. Đó, ui. Mình phải công nhận là cái thế giới trong game của game Kỳ Đàm này nó xây dựng một thế giới tiên hiệp rất là đẹp, hoành tráng, đẹp mắt. Chúng ta có việc sắp cũng được. Chưa lồng tiếng hết. Nói chung là con game này vẫn đang trong cái giai đoạn gọi là hoàn thiện ấy. Có những đoạn thì nó sẽ có giọng voice tiếng Việt, có những giọng thì vẫn còn voice tiếng Trung. Chơi game này thì các bạn sẽ phải không có auto đâu. Các bạn sẽ phải tự động nhìn trên minimap chủ yếu thôi. Một số bạn hỏi là game có auto không, chắc chắn là không nhá. Sau này không mình không biết là có không nhưng hy vọng là trong cái mình ở trong video này mình sẽ trải nghiệm được nhiều cái gọi là tính năng hơn. Tại sao là mình sẽ có kỹ năng nào nào? 6 kỹ năng, 2, 4. Chuyển vị này. À, cũng có auto này. À, hình như là cũng có auto này. Ấn giữ phím tắt để phóng ra liên tục. Cái này là như thế nào nhỉ? Mình chưa hiểu cái này lắm. Không chế. Kỹ năng bị động. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Mình nghĩ game này nó cũng sẽ tích hợp auto thôi. Mình các bạn làm bản Trung Quốc ấy mình cũng chưa chơi ấy, nên là cũng chưa biết được là game nó như nào. Coi như là đây hôm nay là có cơ hội chơi sâu hơn. Mình sẽ trải nghiệm sâu hơn.
Ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Đó. Anh em thấy không? Đặt vẫn có tiếng lồng tiếng nhưng mà chưa hoàn thiện hết thôi. Bởi vì mình thấy là voice ở trong game này nó rất là nhiều luôn. Rồi, mở thêm một kỹ năng bị động này. Ok. Ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Thì làm quả làm tay. Người ngày trước là một người vô cùng thoải mái. Đó, bạn nào mà thích đọc câu chuyện thì có thể tìm hiểu thêm nhá. Thu thập tử vấn trạch này, rồi đánh bọ cạp này. Vì là game PC mà rất là nặng nên là cái đồ họa nó cái game rất là chi tiết luôn anh em nhá. Đồ họa game này rất là chi tiết. Thật ra thì mình thấy cái môn phái, cái phái cầm kiếm này của mình để chơi không thích lắm. Sau nếu mà bản Assassin's Creed 2 hoặc là bản chính thức thì tôi sẽ chơi cái lớp nhân vật cầm thương. Nó vui hơn. À, các bạn thấy là cơ chế chiến đấu rất linh động luôn. Các bạn có thể di chuyển né đòn, lướt né, này nọ. Thì hỏi các bạn thấy hơi la la là mình do mình ôn táp ra ngoài, mình đọc chat nha các bạn. Đang chat chip tí. Chứ rồi hôm qua nó dạy combo mình quên hết rồi anh em ạ. Bộ cặp này trâu nhỉ. Ôi, tôi đánh nhầm con quái rồi. Trâu quá. Ồ, lúc chiến đấu một nhạc mà lúc mà không chiến đấu nữa lại một nhạc rất là nhẹ nhàng. Ờ, cũng hay chứ. Rồi, ra tiếp tục trải nghiệm nha. À, đi trả nhiệm vụ này. Bây giờ mình đang mới level 8 thôi anh em ạ. Và map cái này rất là rộng nha. Thì các bạn nếu mà được thì anh em đây, cực kỳ rộng luôn. Các bạn bật ngự kiếm mà bay. Ủa cái gì đây? Sao sương khói mờ nhân ảnh ấy? Đấy, ngự kiếm thì giúp các bạn di chuyển nhanh hơn rất nhiều luôn. Không thể thi triển. Không thể thi triển. Đang bay là không dùng chiêu được. Ô thể anh em nhá. Cái chiêu này này. Cái chiêu Vũ Hạc Đạo. Vũ Hạc Dao này, mạnh dã man luôn. Mạnh dã man luôn. À, chứ rồi mình còn chưa làm hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn nhìn cái bảng ấy, nếu mà có nhiệm vụ nó sẽ có một cái bảng, một cái ô màu đỏ trên bản đồ ấy, là những cái
cái khu mà nhiệm vụ các bạn có thể làm. À, có nhiệm vụ ở đâu thì nó sẽ hiển thị một cái ô màu đỏ là ở đấy là có, bạn có quái các thứ để đánh, để làm nhiệm vụ ấy. Biến thành người đá, biến thành người đá đánh mấy con quái này. Rồi, chúng ta sẽ đi trả nhiệm vụ. Đấy, bay tiếp anh em ạ. Đang chiến đấu đi không bay được nha. À, đang di chuyển hoặc đang chiến đấu thì các bạn sẽ không di chuyển được. Đó, giờ chúng ta sẽ bay lên. Bay lên cao này. Anh thấy là map rất là rộng luôn. Đây mình làm nốt cái nhiệm vụ phụ này đã, đánh mấy con bọ cạp độc. Đây mình sẽ lùa đông đông và đánh cho nhanh. Đấy. Thả một chiêu này, bắn trượng. Đấy, lùa mà đánh cho nhanh em ạ. Ồ, làm nhiệm vụ nhanh dã man luôn. Nhặt nhiệm vụ. Ok, chúng ta sẽ đi về trả nhiệm vụ thôi. Mình thấy là kể cả không biết thế nào nhưng mà mình cảm thấy là cũng cái số lượng người chơi bản Avatar này cũng không quá đông đâu. Chắc người ta tìm đến vì một phần vì tò mò ấy, nhưng mà để mà chơi liên tục nhiều ngày thì thật sự thì con game này nó sẽ hơi khó một chút. Và các bản là nó chỉ mở có mấy tiếng ấy, không phải ai sắp xếp thời gian để chơi buổi tối, có người rảnh buổi sáng, người rảnh buổi trưa. Dù sao đây cũng chỉ là đợt Avatar ấy, nên chúng ta sẽ có nhiều cái thứ để làm sau này để chơi trải nghiệm nó thoải mái hơn. Bản Avatar này cũng để cho những bạn nào mà thật sự là fan của Cổ Kiếm Kỳ Đàm có thể, nếu mà muốn chơi game này thì các bạn có thể dành nhiều thời gian để trải nghiệm và cũng như là báo lỗi với nhà, cho nhà hành Zo Game. Trong khi mình đang vừa chơi mình vừa xem Euro anh em ạ. Đấy, đang có Euro nữa. Bật một cửa sổ, bật một màn hình để chơi game, một màn hình để xem Euro. Đây, thỉnh thoảng hơi mất tập trung, phải ơn tab ra ngoài các thứ ấy, anh em thông cảm nha. Là nếu mà mình đang chơi chế độ cửa sổ, nếu mình ơn tab ra ngoài thì nó sẽ có hiện tượng là hơi giật hình. Chứ mình chơi thì rất là thoải mái, trải nghiệm thoải mái luôn. Hôm trước mình đọc comment thì có một bạn bảo là chơi bị giật, có lẽ là cả màn hình của bạn hơi yếu. Con game này nếu các bạn được thì nên có một con card đồ họa nó tầm trung, nó đỡ đỡ một chút, xịn sò một chút. Nếu mà muốn cấu hình đẹp chắc chắn là anh em sẽ phải gọi là phải có một cái cấu hình mạnh rồi. Còn nếu mà cấu hình tầm trung thì các bạn để mức tầm đồ họa tầm trung thôi. Game cho thiết lập đồ họa cũng khá là chi tiết. Bật tắt các thứ thì khá là thoải mái. Đây, mình sẽ lùa đông đông đánh nhanh. Đủ chưa nhỉ? Hai... hình như là thiểu. Đủ rồi đấy.
Đấy, bạn quan tài thì cứ ấn mấy cái phím trên bàn phím thôi để thao tác game PC mà. Đánh này thì đôi khi các bạn nào không quen ấy sẽ chơi lên hơi cảm thấy hơi mỏi tay tí. Biết thế mình chơi phái khác, mình cảm thấy không thích cái phái cầm kiếm này lắm. Đánh kiểu kiếm khí nhưng mà nhìn nó không đã lắm. Mình không thích cái kiểu kiếm khí này, nếu mà tôi sẽ chơi cung hoặc là thương. Hoặc đạo cũng được. Rồi lỡ chọn rồi thì đánh phải chơi thôi. Chơi lại cũng mất hơi, cũng hơi mất thời gian đấy. Ủa? Sợ. Ok. Trả nhiệm vụ này. Đấy, bây giờ mới gọi là chơi sâu con game này đấy. Nhưng mà thấy là game cũng chưa mở cái tính năng gì nhiều ấy, chủ yếu là trải nghiệm cốt truyện là nhiều. Có lẽ con game này nó sẽ tập trung vào phần cốt truyện nhiều, các cái tính năng kiểu phó bản rồi những cái các tính năng cần tương tác với người chơi mình thấy cũng chưa có. Phó bản này, săn boss này các thứ, rồi các hoạt động PvP, chưa kể là mình còn chưa về cái map rộng này mình còn chưa gặp được ai cả cơ. À thật ra hôm qua cũng có gặp mấy hôm trước cũng có gặp mấy bạn rồi. Mấy bạn chơi khác rồi nhưng mà thật ra nó không đông lắm. Game này nó phải đông vui cơ. Mình đang sợ vắng nhảy thì sau này mà vắng nhảy thì không biết là có ăn thua không. Thật ra gần game này đúng là chỉ phục vụ fan thôi. Fan của thứ nhất là game bạn nào mà thích chơi game PC đồ họa đẹp. Thứ hai thích kiểu game nó hardcore một chút. Đó. Thứ ba là có thể là fan của Cổ Kiếm Kỳ Đàn chẳng hạn. Đấy thì có thể thích chơi. Còn thực sự là game rất là kén người chơi nha. Mình phải nói thẳng là như vậy. Game rất là kén người chơi. Rồi chúng ta sẽ chuyển map ra ngoài. Rồi map rất rộng, mình cứ phải bay luôn đấy anh em ạ, cho nó nhanh. Đấy, ngoài nhiệm vụ chính thì các bạn còn có những nhiệm vụ phụ nữa. Rất là nhiều nhiệm vụ ở đây. Ồ, đây đồ này mình sẽ đọc xem qua mấy cái. Hoàn thành ủy thác. Rồi, sao nãy giờ toàn kỹ năng bị động nhỉ? À, chúng ta có kỹ năng thiên phú này. Kỹ năng thiên phú này các bạn sẽ phải chọn này. À, tức là chúng ta phải chọn một trong ba loại kỹ năng bị động này. Nói chung là game này cũng khá là khó chơi đấy, không phải dễ đâu. Ừ, mình sẽ chọn cái này đi. Mình không biết nữa, cứ chọn bừa đi. À, chúng ta có kỹ năng thiên phú rồi. À cái này là tinh uẩn đặc kỹ là sao nhỉ? Mình cũng cái này chưa biết nữa nhưng mà nhiều tính kỹ năng quá anh em ạ. À, mình có thể cơ chế đặc thù bị động này. À, thêm một chiêu nữa mình sẽ thử. Thêm một chiêu mới này. Ra lệnh tất cả kiếm trận ngay lập tức tấn công. Cứ chọn chúng 64 điểm. Rồi bây giờ phải bỏ có cái gì nó mới kích hoạt được cái này này. Đây thử thử nhá. À khi mà đánh. Ủa có thấy cái gì đâu nhỉ? Thực sự là con game này rất là kén người chơi nha. Khó chơi nữa. Nhịp độ, tốc độ chơi, nhịp game cũng không nhanh.
Thấy cái chiêu này cũng không mạnh lắm. Đó, có cái chiêu tốc biến khá là hay. Ồ, chắc là mình phải đi luôn đông đông và đánh cho nhanh thôi. Đánh, nếu mà đánh từng con một rất là chậm. Cái chiêu thức của cái con nhân vật này của mình nó cứ mờ mờ ảo ảo đấy, mình không thích lắm. Kiếm khí mà, mình không thích lắm. Nhìn nó không rõ ràng lắm ấy. Thật sự là game rất khó chơi đấy nhá. Mình cảm thấy là chơi cũng rất khó. Thật sự là anh em phải ngồi chịu khó ngồi chơi ấy. Không biết là các bạn có thể mỗi ngày chịu khó ngồi chơi nửa tiếng không. Nhưng mà mình cảm thấy chơi rất là khó luôn. Rất là khó để tiếp cận người chơi phổ thông luôn ấy. Không phải đùa đâu. Hệ thống nhiệm vụ nhiều nhưng mà tính năng thì cũng chưa mở quá kinh khủng ấy. Chủ yếu là nãy giờ chủ nhiệm trải nghiệm quân nhiệm và đi làm nhiệm vụ thôi. Rồi, mình sẽ lùa một loạt vào đánh cho nhanh. Có cái chiêu tốc biến không? Anh để né đòn, thấy đông quá né đòn được. Ok, xong nhiệm vụ. Hoàn thành ủy thác này. Nãy giờ mình kích hoạt toàn kỹ năng bị động anh em nhá. Đó, game có chủ động và bị động. Đây là tọa kỵ à? Đây, có con thú cưỡi trong game. Ok, tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Hôm nay mình trải nghiệm là anh em thấy là mình chơi cũng khá lâu rồi mà cũng chưa có tính năng gì mới đấy không? Toàn đi làm nhiệm vụ là chính. À, các bạn không có auto nhá. Các bạn chỉ để ý là nó sẽ có những cái hiển thị trên màn hình để đi làm nhiệm vụ gì thôi. Ủa, quái nó cắn đau quá anh em ơi. Cắn đau dã man. Chúng ta đánh hổ bị nhiễm tà khí này. Ôi, nhiều nhiệm vụ quá. Mình hết máu rồi. À, chúng ta sẽ phải ngồi thiền nhá. Ngồi thiền hồi máu cũng được. Ôi, sắp chết rồi này.
Con này nó đuổi gắt thế. Ba, mày đuổi nó đi, mày đuổi nó đi. Mày đuổi tao nó đi. Ô, nó cắn cho chảy máu luôn cơ mà. Đang rỉ máu luôn này anh em này. Ok, chúng ta sẽ đi trả nhiệm vụ, mình phải hồi máu đã. À, không biết là có vật phẩm ăn máu không nhỉ? Chắc là có chứ. Rồi mấy đầu cũ cũ này không biết có bỏ ra được không. Đây, mình vứt đi. Hoặc là vào shop bán chẳng hạn. Mọi thứ đang không quá rõ ràng. Mình đang cảm thấy hơi bị loạn một tí. Ồ, nhiều nhiệm vụ quá nhỉ. Rồi ra ngoài này đánh tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Rồi, đi làm nhiệm vụ nha. Thương võng bị thương đưa họ đến Ngũ Thái thôn. À, có một số nhiệm vụ mà mình chưa làm xong này. Giết hại lẫn nhau. Ở đây phải đi theo cái mũi tên chỉ này. Đó, bạn nào mà chơi game 3D mà kiểu bị tiền đình ấy chắc là chơi game này nó hơi chóng mặt một tí. Rồi giải cứu rồi đưa dắt họ về nhà. À, lúc nãy mình không biết mình bay xứ đi luôn. Rồi bị cuống quá, bị đuổi cuống quá. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nào. Ok, hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ dắt đến cổng làng là xong. Chung là game chưa khó đấy, bề và mất thời gian nữa. Ai, cảm thấy lo lắng cho số phận của con game này anh em ạ. Gì thì gì, game cũng rất đẹp, có thể gameplay cũng khá là hay, nhưng mà thực sự là nếu mà rất khó để có thể mà không thể thi triển làm hài lòng được đông game thủ.
Ôi tôi ấn vào cái gì này. Ôi còn đống nhiệm vụ mình chạy đi đâu này. Này có thú cưỡi này. Đấy, sau này có bí cảnh các thứ nữa mà. Rất là nhiều cái để tìm hiểu ấy, chẳng qua là rồi rồi mới lên level 1 anh em thấy không? Lên cấp lâu dã man. Còn lại còn rất là nhiều nhiệm vụ ấy chứ. Cái này chắc là phải có một cái hướng dẫn rất là chi tiết cách chơi con game này của nhà Zo Game ấy, để cho những người mà kiểu mới chơi thì họ dễ làm quen hơn. Chứ nói thật là nếu các bạn có tò mò con game này, anh em tải game vào này, tạo nhân vật này nọ này, chơi khoảng 15 phút là có dễ, rất dễ drop game luôn ấy, thật. 15 đến 30 phút là rất dễ drop game luôn. Rồi đi làm nhiệm vụ các bạn thấy hôm nay đi, hôm nay mình chơi mà cũng chỉ đi làm nhiệm vụ đấy, anh em phải biết là con game này nó khó chơi như thế nào rồi. Nó sẽ cần một sự kiên nhẫn. Ok, hoàn thành nhiệm vụ, trả nhiệm vụ nha. Đánh quá, 4 con này à? Game khó chơi nhỉ? Mình còn thấy cảm thấy là chơi hơi mệt ấy. Không biết anh em thấy thế nào nhưng mình chơi cảm thấy hơi mệt. Mình đi làm nhiệm vụ quá nhiều. Có lẽ là do mình qua cái tuổi mà chơi game PC rồi. Hồi xưa ấy, mình chơi, mình rất thích chơi những con kiểu như này. Hồi xưa anh em biết là có cái con thế giới Mỹ ấy. Đấy, mình chơi mấy năm liền mình cũng không chán cả vì con đấy cũng không có tu. Mấy hồi xưa làm gì có tu đâu. So với Võ Lâm Truyền Kỳ hồi đấy là con cái con thế giới Mỹ nó cũng kiểu như này. Cái đợt đấy là con thế giới Mỹ là con game đồ họa 3D đầu tiên, đồ họa full 3D mà có thể bay lượn đầu tiên tại Việt Nam. Và thật sự là nó rất là khó chơi. Nên cái lượng người chơi con thế giới Mỹ nó không đông đâu, không quá đông, nhưng mà cái lượng người chơi trung thành thì quá kinh khủng luôn. Thì mình nghĩ là cái con cổ kiếm kỳ đàm này cũng vậy à, lượng người chơi sẽ không đông nhưng mà sẽ có một cái lượng người chơi trung thành nhất định. Quan trọng là có cái lượng người chơi trung thành đấy có nuôi được game hay không thôi. À, có thể duy trì được game hay không thôi, chứ còn ví dụ mà ít nhưng mà có nhiều người nuôi game được, nhiều đại gia chẳng hạn đấy, anh em cứ bảo là đại gia này nó bất công, nhưng mà không có đại gia thì không nuôi là game nó không sống được đâu anh em ạ. Thế là game nó phải có đại gia nuôi game, nuôi server. Đó. Có thể ít nhưng mà chất, còn hơn là nó mà đông mà không có ai nạp tiền ủng hộ duy trì server hay là cái này nọ các thứ, nói chung là trả phí ấy. Thì không ăn thua. Ở đây như kiểu là dưới địa ngục ấy nhỉ. Đấy, linh hồn các thứ này. Mình cũng tắt tắt câu chuyện này là mình cũng không hiểu lắm.
hồn phách này này, giữa sự sống và cái chết, hình như đi qua đây là toang luôn này, đi về không có thể siêu thoát được cái gì đó. Ồ, mình đang ở trong sinh tử chi gian đó, giữa sự sống và cái chết. Rồi, nói chung hôm nay chơi cái game này phải chơi rất là nhiều đấy, chơi rất là sâu. Trải nghiệm đến nay mà cũng mới chỉ là ở cái giai đoạn đầu game, mà bây giờ mình mới level 12 mà cũng chưa mở tính năng gì nhiều lắm, chủ yếu là mở kỹ năng mới. Mình sẽ trải nghiệm nốt cái cốt truyện này nhá. Ác linh lang thang này, nhặt mấy cái này nữa. Vạn châu xa hoa. Ồ, trong này không chạy nhanh được này. Mấy con này đứng tách nhau thế. Đấy, xem nào. Đấy, lùa vào đánh ngay cho nhanh em ạ, chứ đánh từ con 1 mệt lắm. Liên quan đến kiểu truyền thuyết các thứ này nọ rồi, ảo ma lắm. Đấy, nào hóa thành người chăng, lại hóa trở lại thành người này. Ồ, đây rồi. Đi con thuyền này, ở trong truyền thuyết là đi con thuyền này là đi qua sự sống và cái chết này đó, linh hồn. Đấy, một con thuyền, hai con thuyền đi qua dòng sông giữa sự sống và cái chết. Cái này thì bạn nào mà đọc tiên hiệp nhiều chắc biết. Mình thì cũng đọc vài bộ kiểu kiểu nhỉ. Map thiết kế rất là đẹp nhá, không có gì để phải chê đồ họa ăn game này, nhưng mà gameplay khó chơi thật. Lại vào hoàng tuyển vô lộ gì đây. Ồ, vào đây đi chậm luôn này. À, không thể thi triển. Này phải giải trừ mấy cái phép thuật gì nọ để có thể đi di chuyển được.
Giải trừ oán khí trên người. À. Mình sẽ tua nhanh một tí nhá. Các bạn là muốn trải nghiệm sâu hơn các tính năng ấy, nhưng mà thật sự là game này nó thiên về cốt truyện quá nhiều luôn. Game này chắc là anh em phải vừa chơi vừa đọc truyện, thế nên là cái việc hành trình mà các bạn chơi game ấy nó sẽ bị kéo dài ra. Nó sẽ kéo dài ra, nó không hề ngắn đâu. Có một số cái nhiệm vụ mình chưa biết. Ui, bây giờ phải bay đâu này. Đây, map map này các bạn thấy không? Ta sẽ có một những cái map như thế này. Ủa, sao bay ta? Giờ phải đi đâu ta? À, phải truyền tống, phải dùng cái phù chứ không? Chứ không 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 bay được, là các bạn phải dùng cái phù gì đó. Quy phản chân linh phù. Đây, có cái F3 này như kiểu để truyền tống ấy. Để truyền về tống về tông môn. Ok. Chung là game khó chơi nhỉ? Ok, như vậy hôm nay thì mình cũng trải nghiệm đến đây thôi. Mỗi ngày mình sẽ chơi một tí thôi anh em ạ. Vì cơ bản là game cũng sắp đóng server rồi. Nó cũng gần 10 giờ tối rồi. Nên là game sắp đóng server rồi. Thì hôm nay sẽ là ngày gọi là trải nghiệm ngày thứ hai của con cổ kiếm kỳ đàm này. Thật ra thì ở cái ngày thứ hai này cũng chưa có gì cả anh em ạ. Chủ yếu vẫn đi làm nhiệm vụ thôi. Thì bạn thấy đây sẽ là một con game khá là hardcore. Khá là kén người chơi. Không biết anh em cảm thấy như thế nào. Thì cơ bản mục đích mình làm video này để cho bạn nào mà không phải trải nghiệm bản alpha test thì các bạn có thể xem thôi. Đó, và các bạn thể thấy là game rất là khó chơi, rất là kén người chơi luôn. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhá. Bạn nào mà thấy hay đừng quên like, share, chia sẻ như là subscribe cho kênh Tôi Quên Online để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.